10 dấu hiệu cảnh báo bệnh tim mạch mà bạn nên chú ý. Đau ngực, angina. Cảm giác đau hoặc nặng ngực, có thể lan đến cánh tay, cổ, hàm hoặc lưng. Đau ngực thường xuất hiện khi hoạt động và giảm khi nghỉ ngơi. Khó thở. Cảm giác khó thở hoặc thở gấp, đặc biệt là khi gắng sức hoặc nằm xuống. Đây có thể là dấu hiệu của suy tim hoặc bệnh động mạch vành. Mệt mỏi không rõ nguyên nhân. Cảm giác mệt mỏi, kiệt sức mà không có lý do rõ ràng đây có thể là dấu hiệu của bệnh tim đặc biệt ở phụ nữ nhịp tim không đều rối loạn nhịp tim nhịp tim nhanh chậm hoặc không đều có thể là dấu hiệu của các vấn đề về tim bao gồm rung nhĩ và các rối loạn nhịp tim khác phù nề chân mắt cá chân bàn chân sưng sưng phù ở chân mắt cá chân hoặc bàn chân có thể do suy tim gây ra khi tim không bơm máu hiệu quả dẫn đến tích tụ chất lỏng trong cơ thể chóng mặt hoa mắt mất xỉu Cảm giác chóng mặt, hoa mắt hoặc ngất xỉu có thể là dấu hiệu của các vấn đề về tim, chẳng hạn như huyết áp thấp hoặc rối loạn nhịp tim. Đổ mồ hôi quá mức. Đổ mồ hôi nhiều, không liên quan đến hoạt động thể chất hoặc nhiệt độ, có thể là dấu hiệu cảnh báo của cơn đau tim. Đau lan tỏa. Đau hoặc cảm giác khó chịu lan đến cánh tay, lưng, cổ, hàm hoặc dạ dày. Đây có thể là dấu hiệu của cơn đau tim, đặc biệt khi đi kèm với đau ngực. Khó chịu ở ngực, tức ngực Cảm giác tức ngực hoặc khó chịu, có thể kéo dài vài phút hoặc đến và đi. Đây có thể là dấu hiệu của bệnh động mạch vành hoặc cơn đau tim. Thay đổi về thể trạng và tâm trạng. Cảm giác lo lắng, bồn chồn, hoặc thay đổi về tinh thần có thể là dấu hiệu của các vấn đề về tim, đặc biệt khi kết hợp với các triệu chứng khác. Nếu bạn hoặc người thân có các triệu chứng trên, đặc biệt là đau ngực kèm khó thở, đổ mồ hôi nhiều, hoặc đau lan tỏa, hãy đến ngay trung tâm y tế gần nhất để điều trị kịp thời. Chúc ba con nhiều sức khỏe. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh Sức Khỏe 60 Giây để không bỏ lỡ bất kỳ video mới nào. Hãy cùng chúng tôi xây dựng một cộng đồng mạnh khỏe và tràn đầy năng lượng.